Vâng, chào mọi người. Thật sự là cuối năm là công việc rất là bận, nhưng mà có rất nhiều anh em ebook để hỏi mình cách làm sao một quả pháo bướm này có thể bay. Nhiều người nói là làm mãi mà không bay. Thì trước khi làm video chia sẻ cho anh em thì mình cũng nói quan điểm của mình không kinh doanh, không buôn bán cái gì cả. Mình cũng chẳng có kênh YouTube hay là chẳng có một cái gì cả, mình không cần cái đó. Quan trọng là mình chia sẻ kinh nghiệm để anh em chơi an toàn, thế thôi. Hóa chất mình cũng không có bán, mình cũng không có đăng ký gì hết. Hóa chất các bạn có thể liên hệ Thái Phan là AD trang này đó, như thế thôi. Rồi mình chia sẻ kinh nghiệm để anh em chơi an toàn, không ảnh hưởng tới bản thân và người khác, xã hội. Và trước trước tiên bây giờ đưa vào vấn đề là mình nói như thế, mình chỉ chia sẻ, mình không hướng dẫn, mong các bạn hiểu và biết như thế. Bởi vì có nhiều anh em cũng biết làm chứ không phải là không biết làm, nên mình chia sẻ cho những anh em nào chưa làm được. Trước mắt là các bạn muốn làm được một quả pháo bướm như thế thì các bạn phải có vài tờ giấy như này, tờ 4 cắt ra làm 3, kích cỡ là tầm 7 cm, 7 cm tới chừng nhém hai đầu lại là còn 5 cm, là cỡ này là vừa. Đây là cánh, cánh của nó đây, ví dụ như 7 cm thì cánh của nó các bạn cắt tầm 2/3, 2/3 quả đó. Cách cánh tôi nói rất nhiều rồi, hôm trước cũng có up một cái bản vẽ lên cho các bạn tham khảo rồi. Cách cánh là các bạn cắt hai đường song song, đường này xong, đường này xong, sau đó luồn vào giữa. Tí tôi sẽ luồn và tôi làm video này, tôi không test vì ở đây không test được. Đây đoạn dây cháy chậm 502, một cái ống. Đây là ống tôi đã nhồi sẵn, tôi đã làm sẵn cho nó tiết kiệm thời gian. Sau khi quấn quấn giấy lại thành ống, dùng đây quấn lại thành ống xong là bít một đầu lại, bít một đầu nhỏ 502, sau đó nhồi từng ít từng ít từng ít, đóng thật chặt, đừng có vội vàng, đóng thật chặt lên đây. Tới đây là bắt đầu ta lại nhồi bít nốt đầu còn lại đó. Bây giờ tôi sẽ lắp cánh và tôi chia sẻ cách khoan lỗ. Có nhiều bạn hỏi vì sao làm như thế mà nó không bay được thì hãy để ý kỹ đoạn đây. Đây giờ đặt điện thoại xuống. Đây là quả tôi đã làm sẵn, hiện tại là dài 5 cm. Bây giờ lắp cánh. Lắp cánh thì lắp vào thôi, cắt hai đường song song rồi nè, giờ lắp vào thôi. Sau khi lắp nó xuống như này, nhỏ 502 vào. Nhỏ 502 cố định cánh vào thân. Cố định cánh vào thân rocket, thân của quả này. Ngoài này nó dính rất kinh. Tiếp tục nhỏ nốt lên bên này. Đó. Rất là đơn giản, rất nhanh, rất là đơn giản. Đó. Đây, sau khi nhỏ xong là chúng ta bắt đầu uốn cánh. Uốn cánh, uốn mặt đây lên này. Uốn mặt đây lên xíu. Uốn cái mép, đây là, tôi hay nói với anh em đây là cái mép hết, tức là nó hết lên đó, nó hết lên trên đó. Uốn nó lên xíu. Một keo rất là dính. Hai rất nhiều.
Sau khi các bạn hết nó lên rồi thì đây, sau khi nhìn trực diện này là một mũi bên đây. Mũi bên đây là nó hất lên. Mũi bên đây là vật xuống, mũi phía sau nó hất lên. Hất lên là lý do là vì sao? Từ con lỗ ở bên hông đây, sau khi đốt nhiên liệu sinh ra phản lực. Phản lực là nó sẽ đẩy, đẩy là nó bay giống kiểu cánh quạt á, nó sẽ bay lên. Cái đây nó sẽ, nó hất lên, cái mùa hất lên là nó sẽ phất gió xuống và nó bay lên. Lỗ là lỗ khoan ngang. Đây, lỗ khoan ngang, đó. Và để ý kỹ, những người mà ebook hỏi tại sao là mãi mà không bay được đó. Hôm nay tôi làm để chia sẻ anh em. Người hóa chất thì cứ liên hệ với bác Thái Phan. Tôi không có kinh doanh. Đó, sau khi làm xong, các bạn nhìn như này thấy nó hết lên rồi đó. Như này nó bay cũng khá cao. Các bạn đừng cứ nghĩ là làm quả to là nó sẽ bay cao nhé. Không có đâu. Làm mà không cân được nó thì cũng vô dụng thôi. Sau khi làm xong, sau khi làm xong quả này, lấy cái tâm xe máy này, khoan lỗ đó, đây là từ khoan trước rồi, khoan lỗ. Khoan lỗ, sau đó cho dây cháy chậm vào. Đây, đó. Rồi. Đấy. Thế thôi. Đơn giản, rất là nhanh. Cho dây cháy chậm vào rồi bỏ xuống đất, khi đặt xuống đất như này đốt thôi và nó bay. Đốt ban đêm nó bay rất là đẹp, nó nhiều loại bay lắm. Đây là loại phao bướm là nó làm hơi phức tạp. Nhưng đây, đêm qua đốt cái loại phao xay này vẫn còn cái xác nữa, bay ngút ngút lên trời mà cũng may còn lấy lại được cái vòng. Cái này, cái này bay khá an toàn. Tốt nhất là không nên làm ống nhựa, nhưng làm ống giấy, làm ống nhựa nguy hiểm. Đây, cái vòng của nó đây. Và tôi làm còn vài cái to hơn nữa, nhưng mà tôi không có up lên cho anh em xem được đâu. Đó, vài dòng chia sẻ với anh em như thế. Rồi, kết thúc.